Trường Giang hả? Quái đản, biến thái. Nhanh, mạnh, chính xác, ngắn gọn, dễ hiểu, hiệu quả. Trường Giang là một đứa em rất là dễ thương, tính tình hoạt bát, thông minh, sôi nổi. Trường Giang á, trên công việc á, là một người rất là chăm chỉ, siêng năng, thông minh và rất là khó tính. Còn Trường Giang ở ngoài đời thì rất là chân tình, vui vẻ, dễ thương, thích ăn mắm, thích cái đẹp. Trường Giang nổi tiếng tính rất ngang, đi đứng xưa nay chẳng lối hàng. Khán giả xa gần ai cũng mến, anh em trong giới nhiều người yêu, mở ngoặc có cả các chị cũng yêu Trường Giang. Trường Giang, anh không đẹp nhưng mà ai cũng phải hiền. Anh không tiền nhưng mà chẳng ai dám chê. Anh không dê nhưng mà cô gái nào cũng mê. Yêu anh, người tình không bao giờ cưới của ốc. Móm móm, nhỏ nhắn, lùng lùng, xinh xinh, dễ thương, có duyên. Kỳ lắm. Hết rồi đó. Trường Giang chỉ ngắn gọn trong hai từ ngắn và thon. Qua hai câu đối, đầu ngắn, cổ ngắn, chân cũng ngắn, eo thon, bụng thon, ngực cũng thon. Tính khí của nó hơi thất thường. Nói chung là lâu lâu nó hơi khiềm khiềm nhẹ, nhưng mà cái khiềm của nó mới đem lại cái sự duyên dáng được. À, thưa quý vị, là cái nói về hình tượng thì Trường Giang không có gọi là không có fit cho mình một cái hình tượng dù như là già hay trẻ hay đau khổ hay buồn vui, nhưng mà chỉ là luôn mang đến tiếng cười cho quý vị và diễn một cách đơn giản, một cách đơn giản nhất có thể. Thực sự nói về kỷ niệm thì kỷ niệm buồn thì nhớ nhiều hơn là kỷ niệm vui, nhưng mà kỷ niệm buồn thì thôi để cho riêng mình, chứ thực sự ra kể nhiều rồi và giờ nói nhiều thì người ta lại nói là sao cứ có mấy chuyện đi nói hoài cũng không tốt. Con đường sự nghiệp của Trường Giang tới hiện tại thì cái người mà tác động ảnh hưởng nhiều nhất là anh Linh, và anh Linh hay nói là thuyền to thì sóng lớn, càng cao danh vọng thì càng dày gian nan, cho nên cứ sống có tâm là sẽ được nhiều thứ lắm em ạ. Rồi Trường Giang cứ vậy mà sống thôi, cứ bình tĩnh, tất cả mọi thứ sẽ có. Đó, cháu Trường Giang, cháu mới lớn tạo nghiệp dễ thương, bị bệnh đó, vậy đó. Đó, tức là những anh em trong showbiz và những trong hài chung với Trường Giang là dễ thương và gần gũi, lâu lâu khùng khùng vậy đó nhưng mà dễ thương lắm. Ai cũng có 15 từ nói với Trường Giang, tôi chỉ có 3 từ nói với Trường Giang thôi, lùn giống tôi, hết. Trời ơi trời, khổ ghê. Từ ngày mà biết chơi Facebook đến giờ nó ghiền gì đâu á. Mà ghét nhất mấy người hay câu like để đăng chửi coi. Ngồi chơi Facebook phải đâu châu bò mà ngồi like hoài. Ngồi chơi Facebook phải đâu. Đó, vậy nó mới sợ nha. Tình yêu ai bán mà mua, làm sao để mua trái tim của một người. Trời ơi, chị Năm Sâm. Anh bảy Facebook. Khỏe không? Khỏe. Trời đất ơi, cái gì mà có cái hố đó à, mà cũng không có chịu đáp lại để cho người ta đi qua đi lại hợp hoài vậy. Bởi trời. Vậy tôi nói rồi á, dân của mình á là mỗi người phải hùng vô, thấy không? Để cái ổ gà đó xong rồi xe tới này kia tai nạn té tùm lum nè. Nhưng mà từ ngày có cái ổ gà đến giờ quán cà phê tôi bán được nha. Sao vậy? Xe nào chạy qua cũng sập, xe nào chạy qua cũng sập, bể bánh vô uống cà phê. Anh nát quá à. Cái gì mà la ôm sòm trước cửa quán nhà tôi vậy? Trời hả? Ơi, dạo này ai la ôm sòm vậy? Nghe là biết tiếng vợ tôi rồi đó. Vợ gì? Buôn bán thôi nhiều chuyện là sao? Hả? Chị Năm Sâm qua thăm kìa. Ai? Chị Năm Sâm. Bảy năm sao? 73G. Dạ. Trời ơi. Chờ em xíu chị. Ê nè, tôi tắt 3G nha, không được lên Facebook nữa nghe chưa? Nghe biết chưa? Rồi, biết rồi. 73G. Dạ chị. Khỏe không? Chị khỏe, em khỏe không? Dạ em mệt lắm chị. Ủa kỳ vậy? Bán ế mà, mệt lắm. Thấy quán không? Để từ sáng giờ không ai mua gì. Ha, chị thấy ghế không có người gì hết trơn. Mà công nhận nha, công nhận nha. Vợ. Gì? Có thấy bữa nay chị Năm đẹp không? Đó. Ha. Chị đẹp không? Nay sao chị trùng tu gì ghê vậy chị? Chị trùng tu, chị làm lại hết á, mặt mày đồ chị sửa, chị đập, chị sửa, chị làm lại hết á. Bà làm vậy chi cực quá bà Năm ơi. Đúng rồi. Sao vậy? Bà làm gì chứ, sửa một chút xíu, mắt chút xíu, mũi chút xíu, cảm cứ làm đâu làm hoài à. Bây giờ tôi nói vậy nè, coi bà coi có lý bà làm nghe. Sao? Làm một lần một thôi. Rồi. Cắt cái đầu này thay cái đầu khác vô. Trời đất ơi mày khùng mà. Trời đất ơi nè, mày nhìn chân mày của chị Sâm nè.
chị tự tay chị xăm á. Ồ vậy hả? Ừ. Ủa nhưng chị... mà tôi thấy là mũi cũng sửa luôn nha. Đó, mũi sửa, mắt sửa, đồ càm đồ làm hết đó, mà đi thẩm mỹ viện làm, còn riêng chân mày là em xăm. Tại nghề của em nghề xăm chân mày mà. Chị bây giờ chị tư vấn cho em coi bây giờ em có cần nên làm cái gì không chị? Trời ơi, Bảy ơi chết rồi. Nãy giờ nói ra tôi mới thấy đó. Dạo này cứ làm sao vậy? Chết cha em sao vậy chị? Anh sao vậy? Trời đất ơi, sao mà để nhỏ tàn tạ, ốm nhôm, ốm nhách, coi teo như vậy nè. Mặt mày xanh xao, xấu, dễ sợ luôn vậy đó. Bởi vậy mới tức. Thằng chồng em nó không làm gì em mới tức vậy nè chị. Làm sao trời? Đấy phải chi, mày làm cái gì tao đi, tao đẹp rồi. Đêm đêm nó ôm cái Facebook, không nó không làm với em. Mặc dù em có khiều mà nó cũng không làm với chị. Bây giờ chị khuyên cưng nha. Cái lỗ mũi cưng á. Sao chị? Theo phong thủy á, mà gãy chỗ này cái đường tình duyên nó sẽ trắc trở. Chết chào. Cho nên là sợ vợ chồng mình sẽ bỏ nhau bây giờ đó. Cho nên sửa đi. Đi sửa đâu hả chị? Sửa mũi đi. Với lại cái lỗ này bự quá à. Mình phải cắt cái lỗ gì bự chị? Cái lỗ mũi á. Trời hết hồn bà nội. Bà nói rõ rõ bà nội. Cái lỗ mũi bự quá, cưng cắt cho nó nhỏ lại để tiền nó đừng có ra. Đúng đó. Rồi. Đó, mắt đồ nè, mắt đồ cưng. Cái chân mày em sao nè? Hả, chân mày hả? Em định đi xăm được không? Thôi thôi, bậy à. Cái chân mày mày xăm chi? Chân mày vậy là được rồi, đừng có xăm. Còn cái môi em định xăm cho nó hồng hồng lên. Không, cũng được rồi. Nói chung về xăm mày đừng có xăm nữa. Cái chân mày với môi được rồi. Ê bà nội, tôi hỏi bà nè. Bà làm nghề gì? Xăm dạo. Bà xăm dạo mà từ nãy giờ bà tư vấn tôi là bà kêu tôi đi sửa chỗ khác rồi. Khỏi cần bà xăm đúng không? Ủa chết mẹ lộn nữa rồi, trời ơi trời. Gì bà vậy? Chuyên xăm chân mày mà bà đi bà giới thiệu cái khác không à. Mà tôi nói với vợ rồi, vợ đừng có tin bà, tôi bị rồi. Khổ quá vậy? Đi à. Đây là cháu tôi nói Vang là... Cháu Vang chiều nay. Cái gì vậy trời? Dâng trong lòng em. Gì vậy? Cháu Vang cái nói nó cháu Vang. Ủa sao đông vậy? Đâu có trời vậy, đâu có trống vắng đâu. Trời ơi. Gặp tụi bay là thấy ấm áp rồi. Cười cái coi, cười cái. Đó, đăng Facebook. Cần chồng dưới 18 tuổi. Mày điên hả mày? Dưới tuổi vị thành niên tao lấy mà tao ở tù hả quỷ? Ủa quên, trên 81 tuổi. Dưới 81. Rồi. Ngay qua đây nữa em. Dạ chị, em nghe nè. Chừng nào trả 16 triệu? Ủa em trả chị rồi. Mày trả hồi nào? Đó em xăm chân mày chị trừ nè. Trời ơi. Trời ơi, người ta xăm dạo người ta 160 ngàn là dữ lắm rồi. Mày xăm mày nghĩ sao mà 16 triệu? Nè nó xăm chân mày tôi vậy nó lấy 16 triệu nè. Hà. Trời ơi nhìn đi. Cho. Ơi. Trời ơi. Chụp cái chụp cái chụp cái Facebook người ta vậy. Rồi, đăng Facebook công nghệ mới hầm Thủ Thiêm. Hầm Thủ Thiêm gì? Xăm cái chân mày giống như cầu vượt vậy hả? Ai nói cầu vượt cho bà vậy? Đó nó xăm đó. Trời tại chị. Mày, mày xóa nha, mày xóa. Đâu có được chị, đâu có xóa được. Chứ tại sao không xóa được? Em xăm người ta mực tím, này mực Mỹ mà. Cái trai gì cuộc đời tao là coi như gánh cái cầu vượt này suốt đời hả? Dạ chính luôn, nó giống như ông này nè. Đó, 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 đó. Tôi bị một lần rồi, đây nè, kêu bả xăm. Tôi nói tôi đàn ông, xăm cho tôi lông phụng đi. Để tôi đừng mang tiếng sợ vợ. Bả cho tôi liều thuốc ngủ, tôi uống vô xong tôi tỉnh dậy. Bả nói xăm rồi đó, nhìn vô kiến hết hồn. Nguyên trái thanh long với lại hột đậu phụng. Đâu trái thanh long đâu, em xăm đẹp lắm mà. Mệt quá bả. Trời đất ơi, cái trái thanh long này nó không có phai. Cái này cũng mực Mỹ đi nè. Ê, cho ra bà hay quá ha. Cái nào mà bà xăm hư toàn bà xăm mực Mỹ không luôn á. Công nhận bà có tâm với nghề ghê luôn ha. Trời em có tâm lắm chị. Em nói thiệt nha, cho dù sau này á, ảnh 3 năm sau nữa ảnh chết đi á, có đào mồ cốt mã lên này kia tan xương nát thịt nhưng mà trái thanh long vẫn còn. Trời ơi. Bởi vì cái đầu có vừa vừa lắm mà ngang vừa lắm này nha. Tối ngày Facebook hoài nghe chưa? Bây giờ người ta xăm cái trái thanh long lên này nè. Tôi nói thiệt á, em nói thiệt với chị hôm bữa nha. Vừa thấy cái trái thanh long một cái tôi đẩy không lên bàn thờ tôi cúng bảo liền luôn á. Thì biết rồi, đâu rồi đó. Cười đi, cười trời đi, cười ơi. Đi. Đăng Facebook. Mày tắm chưa mày thôi. Vợ chửi. Sao vậy sợi? Chắc cái mùi hôi vậy. Sao có gì mà hôi hôi vậy? Hôi mùi gì quen. Rồi thôi hiểu rồi. Ủa đâu vậy ta? Thằng chính xà mâu nó. Rồi. Hèn chi. Trời ơi. Thằng này nó làm miếng tắm hay sao? Chấm đi, chấm đi, chấm đi. Vũ khí sinh học lớn. Nó vô duyên lắm, đừng có cho nó. Alo. Alo. Tao kiếm đường tao trốn. Alo. Trên thế giới hiện tại có 7 tỷ người, 3,5 tỷ là phụ nữ. Trong khi đó 1 tỷ rưỡi là phụ nữ chưa có chồng đang đợi anh. Wow. Nghe, cúp máy đi. Dữ ta. Ê, Chính. Dạo này mày quen tới ca sĩ Hồ Ngọc Hà luôn hả? Hà nào? Mày nói, trời ca sĩ mà tên Hà là chỉ có Hồ Ngọc Hà thôi. Đúng rồi.
Vũ Hà. Ồ, trời. Bạn, hai đứa bạn. Vậy là thằng này chung nhóm với Long Nhật. Nghĩ sao tôi quen Hà Hồ, tôi có Hà Bá chứ Hà Hồ gì. Mày biết cũng mừng. Phải không, phải không? Thôi. Phải không? Sao vậy? Hai chồng sao căng thẳng vậy? Trời ơi, kỳ vậy. Cứ đi quen là thôi á. Bình thường mà. Biết mình vậy thì tắm rửa cho, chứ hôi quá vậy trời. Hôi gì đâu. Đi. Ôi trời. Gì? Ê mày bận đồ gì kỳ vậy mày? Đâu đâu kỳ. Bận cái quần gì đâu mà mày lận lận lên chi vậy? Tại bình thường để giày là phải có cái dây nịt. Ừ. Không cần dây nịt thì mình lật ra ngoài là thành dây nịt. Trời ơi. Sáng tạo hay ghê. Sáng tạo quá. Đã vậy nó mặc nó còn lòi nguyên cái tem ra nữa kìa. Hả? Ủa sao quán dáng vậy? Ế quá mà. Ê sang mẹ cho rồi. Trời ơi. Thấy chưa? Ê mày vô duyên lắm luôn á, mày đi chỗ khác mày đừng có nói chuyện với tao nữa nghe không? Không nói thiệt, nó tâm sự tới bà sao bà khó quá. Nhìn đầu tóc bà ông nội ai dám vô uống nước. Sao? Trời ơi mày. Hả? Xăm được không? Ế quá mày ơi. Trời nó tới thời buổi cạnh tranh mà làm ăn khó khăn quá trời luôn, xăm dạo giờ khó quá, khó kiếm bà, tiền bà. Quá. Nè, người ta bây giờ là người ta làm là người ta phải quảng cáo lên, đưa hình ảnh đẹp trường ra. Hiểu không? Bà có đưa hình không? Có. Hình ai? Hình chị. Bà nghĩ là bà xăm dạo mà đưa hình bà. Nếu mà đưa hình bà là phải đề phụ đề ở dưới. Phụ đề gì? Hậu quả của việc xăm dạo. Bà nội mày. Bởi vì cái thằng này nó mở miệng ra là không có ai ưa nó là vậy á. Sao có xóm này kỳ thị tôi quá. Tôi đang làm mọi việc để chi? Ở ngoài kia nó té mầm hoài rồi tôi đang quyên góp người chút đỉnh. Không ai mà bỏ chút tiền đó trơn. Mày làm như mày tốt lắm vậy. Ừ. Sống là phải có cái tâm. Mày đó con người mà vô duyên, mày đi tới đâu ai cũng né mày hết rồi, mày đi giùm tao mày. Làm gì vô duyên, làm gì vô duyên. Sáng sớm rồi chưa có mở hàng đó mày ơi. Làm gì vô duyên, tôi nói vợ chồng bà sắp ly dị chưa mà vô duyên. Trời ơi. Tao nói đừng có nói chuyện với nó. Từ nãy giờ tao đứng ở xa, tao không dám nói chuyện với mày rồi, mày đụng đến tao được á. Ai dám đụng ông, mặc cái gốm. Trời ơi, nó vô duyên dữ lắm, đừng có nói chuyện. Thiệt, tâm sự thôi, thiệt. Mày đi, mày đừng có qua tao nữa, mày đi. Sống trên đời này, những lúc mình hoạn nạn mới biết nhau. Thử một ngày đi, hai vợ chồng anh chị mà cứ đứa con bị ung thư đi, tôi có tới không? Trời ơi, trời ơi, thằng hôn hả? Con giết mày chết á. Tao nói nó vô. Mày đi à. Làm gì đi? Nó vô duyên dữ lắm mà đừng có nói chuyện với nó. Đó tới bà. Trời ơi. Cầu dược. Ai nói đôi bờ hiền lương vậy bà nội? Chị Năm Xăm á. Cái này là thuộc dạng tô tượng rồi bà ơi. Kệ đi, mày đừng có theo tao. Nói chuyện chơi nè. Ôi mày đừng có. Sao mày né tôi hoài vậy? Ê. Trời ơi, mày đừng có ám tao được không? Nói nghe nè. Ê, cái quán tao đâu phải cho hai đứa bay chơi xe lửa. Em nói thiệt với chị là đừng có xa lánh em, cái xóm này kỳ thị em. Mày thúi quá, tao không gần mày lắm. Mà mày thúi quá, sao mà gần được? Sao chị mắc cười quá? Chị nói một cái câu khác là nó cái ý nó chuyển liền, ví dụ như là mùi đặc trưng cơ thể. Mùi đặc trưng cơ thể của mày có một cái mùi đặc trưng quá đặc biệt luôn. Lâu quá không gặp chị, ôm cái chị. Thôi, trời ơi. Mà Năm. Nè, em nói thiệt với chị nè. Trong xóm này á, ai cũng kỳ thị em. Người ta không ưa chị đâu, em nói cho chị biết. Cảm ơn. Rồi, mày nói đi. Tự tin chưa? Trời ơi, mùi đó nặng hơn à. Mày cho tao mượn thôi cái con kia, trời ơi. Thôi bây giờ vậy nè, muốn nói chuyện gì nói đi ha. Đứng khoảng cách một mét đi, rồi nói đi cưng. Chị là người sống có tình người nhất ở khu phố này. Chị cho dây nhưng mà chị có trái tim nhân hậu. Đúng không? Trời sao hay quá vậy? Có những nỗi đau chị với âm thầm một mình trong bốn bức tường. Chị cho ta dây mà nhiều khi chị không đòi nữa mà. Bị đòi đâu có được. Đúng không? Em nói đúng không? Chị là người có góc khuất về tâm hồn. Trời. Có những cái nó bị... Nó gọi bị lũng về trái tim nhưng mà chị hàn gắn từ tính bản thân mình. Trời ơi, cái thằng này bữa nay sao nó không có vô duyên ta? Thiệt. Riêng cái nghề chỗ... cái nghề cho vay này á, nhìn thì ác nhưng mà trong thâu thẳm tâm hồn đó là nghề nuôi sống nhân loại. Trời ơi, em ơi, sao má ơi. Hay quá. Thế hết vô duyên rồi. Mà cái nghề đó là dễ ở tù nhất. Bà nội cha mày, tao bói xe mày không thể vô duyên là mày vô duyên. Bởi vậy, tôi nói rồi, cái phong độ thằng này nó ổn định lắm. Nó không chừa ai hết trơn á. Mày có biết là mày vô duyên lắm không? Mày vừa lùng, mày vừa xấu, mày vừa vô duyên, mày vừa hôi thối. Các người hãy thôi đi. Đợi một ngày tôi trở thành đại gia đi rồi đó đừng nói chuyện với tôi sắp làm giám đốc. Ngày đó chắc kiếp sau hả mày? Tôi sắp làm giám đốc công ty xe khách Vũ Linh. Cái gì? Giám đốc hiện tại chuẩn bị nghỉ với tôi nè. Trời ơi! Sao vậy? Bắt tao lên coi mày làm giám đốc xe Vũ Linh không? Trời ơi, xe giường nằm, lên là khách chỉ nằm ngủ thôi, tài xế không bao giờ ngủ.
Tôi sắp làm giám đốc rồi. Thôi mày xạo thằng này nó nổ vậy lắm. Thôi đừng nói chuyện mày đi. Số này không ai đi đi mày ơi. Tao nói mày nghe nè. Mày bước vô cái quán tao á là mày nói chuyện vô duyên. Mày nói cái quán tao á là hả ế đúng không? Mày chù vợ chồng tao ly dị đúng không? Rồi mày chù con tao ung thư đúng không? Ừ, mày á mày đi chỗ khác nha. Mày đừng có đứng ở đây nha. Tao tán trong mặt mày nha mày. Sao mắc cười quá. Cười gì? Chưa có ai mặc đồ ngủ đi bán nước như bà hết trơn. Bà hãy nhìn lại mình đi. Quyền riêng tư của người ta. Cái mốt này, cái mốt này là cách đây 15 năm mà Đại Nhân Hương mặc rồi nha. Bây giờ mặc lại cũng là cái mốt gì? Hả? Bởi vì thằng này nó không biết thời trang người ta sẽ xây vòng. Ờ. Đúng không? Hồi 15 năm nó vậy. 15 năm sau nó vẫn vậy. Vậy hả? Chứ sao? Nói chung thôi bây giờ mày đi khỏi. Ờ mày đi đi mày ơi. Mày đi. Bây giờ mày nói chuyện ra là không ai ưa tới mày đâu mày ơi. Tự nhiên tao xăm thì cũng mặc kệ, tao mắc mới mày trù quẻo tao hoài à. Đúng rồi. Mày đâu có xăm tao lần nào đâu mà mày trù tao. Mày trù tao làm gì? Mày trù tao mày có cho tiền tao không? Tóm lại bây giờ một chữ với nó thôi. Thôi đi. Đi. Tao nói bạc bẽo. Sống ở đời là phải có tình người với nhau. Đừng thấy người ta không tiền rồi xua đuổi. Đến một ngày đó người ta giàu lên rồi lúc đó sao? Mày mà giàu. Tôi nói thiệt này. Lỡ các người bị xua đuổi chúng tôi, các người thấy sao? Sống đừng có như vậy. Sống có tình người chút đi. Mình cũng sai đúng không? Đúng không? Tôi là người sống có lương tâm mặc dù không có tiền. Nhưng mà tôi hứa nếu một ngày nào đó mà xóm này chết cháy tôi về thắp than từng nhà. Trời ơi! 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 Thiệt tình cái thằng này. Tôi là người thương cảm, tôi nịnh tới, tôi hung nó đó. Tức quá mà. Chú Chính Sà Mau ơi! Cái gì hả? Ai vậy? Chú Chính Sà Mau ơi! Chú Tám Phi Bốc ơi! Cô 73G! Mẹ Năm Sâm ở đâu rồi? Con Tư Giao Lạc ơi! Nó bị đuôi hả ta? Trời ơi! Mọi người đâu hết rồi? Ê con đi kìa! Tại sao bỏ con một mình? Trời đất ơi! Ai cũng đứng đây trình hình hết trơn mà mày vô mày la là mọi người đâu hết làm sao? Mày điên rồi à? Mẹ ơi con mừng quá! Chuyện gì? Trúng số rồi! Trúng số? Dạ! Mấy tờ? 10 tờ đặc biệt! 10 tờ đặc biệt! Trời chặt chó luôn rồi. Ồ! Bà dán hai cái râu bả lên luôn rồi. Chết rồi. Bà làm gì đây? À, trời đất ơi! Quỷ hoại nghề nghiệp luôn! Mày hả? Mày hả? Ba nữa? Dạ chị. Tôi thiếu chị nhiều. Dạ 16 triệu chị. 16 triệu chứ gì? Dạ dạ. Trả 40 triệu luôn. Đứng yên đó. Trời ơi. Em không có thiếu tiền. Nhưng mà chị có thể cho em thêm không? Cho luôn. Đứng dạ, qua dạ, một bên. Cảm ơn chị. Con người dạ. Có tiền khác hẳn ha. Đâu? Vé số trúng đâu? Ai trúng? Mẹ mới trúng. Chú Chính Sà Mau trúng. Rồi sao? Hả? Khoan. Quay lại đây. Cười cái. Cười. Đăng Facebook. Suy sụp. Chị đem phụ cho. À, được, chị làm được. Em cũng không dự định phụ đâu. Định chị coi như nãy giờ em không có nói gì chị nha chị. Mẹ mừng quá hả? Mừng quá. Chú Chính hả? Mẹ tưởng mẹ trúng số. Ủa con. Okay, nói lại coi. Con mới nói gì? Ai trúng? Dạ chú Chính Sà Mau trúng. Chính Sà Mau trúng số. Trời ơi, da gà tao nổi hết rồi mẹ ơi. Ê. Tạch. Bán ly cà phê thiếu được không? Nguyên cái quán của tao giờ là của mày đó. Gì? Đừng có xúc động quá. Cái gì cũng được hết. Ông ơi, đừng xúc động quá để tôi qua tôi nói chuyện nè. Chính. Em nói thiệt với anh. Từ khi mà cha sanh mẹ đẻ em ra tới bây giờ, em chưa thấy một người đàn ông nào mà hào hoa phong nhã như anh vậy đó Chính. Chính ơi, Chính nhìn vào mắt em đi Chính. Chính có biết là đêm đêm em nằm ngủ với chồng em mà em cứ nhớ tới khuôn mặt của Chính không? Tao phá vô mặt mày nha mày. Mày ngủ với chồng mày mà mày nhớ ra là sao? Mày hơi lố quá mà mày. Lố, xin lỗi, lố quá, lố Chính. Ủa, ma nhập đại trà hả? Ma nhập cái gì? Chị thương em quá Chính ơi. Trời đất ơi, thời buổi bây giờ mà còn sống mình kiểu này tội nghiệp dễ sợ. Vậy vậy, bà làm sống tôi... như vậy mà không ai lo mặt mày xanh xao ốm. Đúng tội nghiệp dễ sợ. Tại sao ngồi dưới đó? Đúng rồi. Ngồi ghế đàng hoàng. Vô đây ngồi. Ngồi đi. Đi lên đây. Em đi lên đây ngồi. Nhanh lên. Em ngồi đây đó. Đi. Ừ.
Em rồi. Ngồi đây đi chính. Rồi chị nói cho em nghe nè. Bây giờ chị tính vậy nè. Bây giờ giữa chị với con gái chị em chọn ai? Bà bị điên hả? Trời ơi. Sai sai đúng không? Chị bị sai sai rồi đó. Em chắc chị lấy mặt con... bà vu khí đá tôi lấy bà té ông nội tôi hả? Mày làm gì mà chà chà gì người đó vậy? Bà mới phải ra đó bà ơi. Bà lấy ra đi. Trời ơi chú Vinh ơi, chú chung số mà chú không nhớ hả? Chú Vinh. Gì? Chú không nhớ hả? Nhớ gì? Em ơi em trúng mười tài đặc biệt. Trời, em thơm quá. Sao cái bà lì dữ vậy ta? Sao này em thơm quá vậy? Vũ khí sinh học. Trời ơi. À bây giờ nghe tôi nói nè, tôi không có trúng số gì đâu. Trời ơi bây giờ tôi mọi người quyên góp đi. Dầu nè má. Lắp, quyên góp để lắp cái hố ngoài kia kìa, người ta té kìa. Cái gì? Hả? Em yêu cầu mà lắp cái ổ gà ngoài kia. Nếu mà em mà có tiền là em sẽ lắp cái đó trước cho bà con, tội người ta. Bây giờ những gì em cần là chị giải quyết hết, đúng không? Em cần làm cái đường ở ngoài để bà con không té. Mà em bị té mấy lần? Em té hoài, ngày nào cũng té. Anh em có té không? Té hoài luôn. Ở đây ai cũng té mà không ai làm cái đường, đúng không? Chị lo. Trời ơi chị lo quá. Em không. Là em của chị. Chị lo để dành tiền xóa chân mày đi. Trời ơi chị nhỏ em ơi. Bây giờ cái chân mày của chị là không xóa được. Cũng đời chị là gánh cái cầu vượt này rồi. Mất mỹ rồi, mất mỹ. Bên bệnh viện em có xóa chân mày. Để chị lo cho, để chị nói chuyện hỏi. Cái này sao mất mỹ rồi. Alo. Thằng nào nói chuyện tao đó? Ủa ba hả? Trời ơi. Trời ơi. Ủa sao ba điện lại con lúc này chi vậy ba? Ba con đang bận lắm, con điện về cho ba nha. Đang nói chuyện có điện thoại đó, đâu để ý đâu. Thôi được rồi, để chị lo nha. Em là em của chị kể từ ngày hôm nay nha. Tư hả? Em nợ chị bao nhiêu? 30 triệu phải không? Xóa. Bây giờ chị đưa thêm cho em 50 triệu. Em qua bên xóm của chị, em làm cái đường bên hẻm nhà chị nha. Làm cho nó láng, nó mịn giống như cái da mặt của chị nghe không? Chị không muốn thằng em chị nó té nữa, nghe chưa? Ok. Gì? 50 triệu đủ hả? Vật liệu lên hả? 80 triệu được không? Ok, làm điện cho chị nha. Ok. Wow. Trời ơi. Em cần cái gì nữa không? Chị có bị... Chị bình thường, chị nói là chị bình thường. Thôi em hỏi thiệt á, chị có bị tật nguyền về tâm lý không? Mày điên hả? Trời ơi, chị rất là thương em. Ê nè, hai vợ chồng mày á, chị... lúc nào cái gì nữa? Sao cái con này mỗi lần nó nói gì là bắt đầu thấy mặt nó nguy hiểm à? Chính ơi, chính có lo gì cho bảy ba g không chính? Tại vì á, bảy từ xưa tới giờ á, bảy... Tao mày giống phu theo quá ha? Không, mày ngồi lên đây đi, em ngồi. Sao anh sao anh thấy... Xin lỗi anh. Không sao. Không sao luôn. Nó bán vợ nó luôn rồi. Bây giờ này cái gì tiền nó bán vợ nó luôn rồi. Em muốn cái gì? Cặp vợ chồng này em muốn giải quyết làm sao? Chị giải quyết hết. Đúng em rồi. Chính ơi giúp bảy đi. Thứ nợ quá à. Chính... Tôi đâu có tiền đâu. Không. Rồi đây chị giải quyết. Bây giờ hai vợ chồng mày lúc nào cũng gây gỗ đúng không? Dạ. Ta nói vợ chồng mà luôn luôn gây lộn là lý do không có tiền. Dạ. Tôi lấy vỏ chị coi. Ờ vỏ hả? Trời ơi. Có gì xảy ra trong cái xóm này vậy trời? 50 triệu đúng không? Trời chị ơi. Khổ lắm không cho chị xin lời tờ đô nha. Tay làm ơn. Dạ. Đừng có đi xăm dạo nữa. Trời ơi. Nghề của em mà nếu chị... mà thích á, đi học một cái nghề đàng hoàng vô spa làm, còn không á thì mở cái spa nhỏ nhỏ, hiểu không? Trời ơi em đội ơn. Trời ơi chị tốt bụng quá chị ơi, em cảm ơn chị. Còn như bà tiên vậy. Dạ, đó. Thấy không? Dạ. Làm ơn lo cho nhỏ đi học tới nơi tới chốn nghe không? Dạ. Em cần gì nữa không? Em là em của chị, từ ngày hôm nay chị giải quyết hết. Bà giống tổ trưởng tổ dân phố hả bà nội? Ai nữa vậy? Vì ai đang hiếp cháu tôi? Cái cha vụ gì nữa đây? Ai ăn hiếp cháu tôi? Ủa ai mướn xiếc vậy? Ai mướn xiếc về khu phố vậy? Ngộ ha? Hai này tóc nhiều quá ha? Trời ơi! Hai thằng mỗi bên thằng nửa cái râu. Ngộ quá. Bọn mày đi tập thể lực xong chưa? Ai ăn hiếp cháu tôi? Ủa người nói người diễn là sao trời? Gì vậy? Chinh kêu em đó. Mày có nhớ chú không chị Tám? Hả? Tám đây. À. Chinh. À. Mày có nhớ chú không chị Bảy? Trời ơi, bảy đây. Cho tôi viên thuốc an thần đi trời ơi trời. Tóm lại nó phải chính không? Chính á, nó chính á. Chính! Không nhận ra chú sao chính? Không nhận ra chú hay sao? Không. Cái điều đó không quan trọng. Trời ơi. Cái quan trọng là cái gì? Trời ơi, thằng nói thằng diễn tả. Thằng chưa có nói mà diễn tả cái gì? Thằng này nó diễn hơi sâu. Tôi nhức não với hai ông này quá. Cái điều đó không quan trọng. Cái quan trọng là ba bay gọi điện thoại cho chú
vào đây. Trời ơi. Ủa? Hai thằng mà lỡ có thằng chết rồi thằng kia làm sao nói chuyện trời. Hai đứa cười cái tao đăng Facebook. Đăng gì vậy? Người này đau bụng, người kia vào toilet. Ba bay. Nó đỡ rồi. Cho chú lên đây. Chú hay tin này, chú vui lắm. Chú vui lắm. À, rồi sao? Ba mày gọi điện. Ba tôi chết rồi. Cái điều đó không quan trọng. Ba tôi chết không quan trọng hả? Giảm, chát bỏ vậy. Cái điều đó quan trọng. Nhưng không quan trọng cái chuyện là chú biết là mày đang ở đây. Kiên căng tháng mày hả? Ai đứa này nó diễn hay quá. Viêm hơi ngồi coi đi. Ê mẹ đâu vậy? Này ở đâu vậy? Không biết luôn. Cái nhân vật này không biết ở đâu xuất hiện luôn. Mày không biết này hả? Không, không biết nó. Má thằng này con nào xui nó mới lấy nó nè. Mẹ. Thì mày nói mày biết đi. Cái gì bà nói? Tôi không biết. Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng mày trúng số. Trời ơi ghê, thằng này đập tao kia hông? Mày hiểu không? Đừng có vỗ. Đau. Ê, để tao vỗ cho. Chết. Cái gì nói đi cái gì? Ngày xưa. Trời. Hồi quay. Xa xưa đó. Nó quay lại ngày xưa luôn. Má mày. Thôi không mấy gửi mail đi nha. Dài quá. Trinh. Gì nữa? Thôi ơi. Mày có tiền mày quên chú sao sao chứ? Hồi xưa má mày với má chú không có học chung trường. Hả? Mày nhớ không? Không có học chung sao nhớ bà. Má con nào xui. Má mày. Con nào xui lắm mới lấy thằng này nè. Thiệt. Thiệt. Trinh. Cái gì? Chuyện má mình bỏ qua bên đi. Sao nãy giờ chuyện này mày cũng bỏ hết trơn vậy? Cái chuyện này quan trọng nè. Ờ rồi rồi. Ba mày với ba chú. Ừ. Hình như mẫu giáo có học chung đó. Nhớ không? Mày nó nặng quá ha. Mày ráng mày nhớ coi. Mày ráng mày nhớ coi. Phải ba mày với ba tao học chung mẫu giáo không? Không nhớ tao coi. Lúc đó chưa có tôi sao tôi biết? Bây giờ làm sao anh? Điều đó không. Nó tóm lại. Quê ở đâu? Nó tóm lại là quê ở đâu? Quê tôi ở Quảng Trị. Trời ơi, quê tôi Quảng Nam. Chuyện đó không quan trọng. Đúng. Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là trúng số. Con trúng số. Cái gì? Nói gì vậy? Con trúng số. Cái gì? Nó nói là quan trọng là em trúng số. Chú không nhớ hả? Cái ngày hôm kia chú mua con 10 tờ đó. 10 tờ em trúng số. Em trúng số. Có. Ừ. Nó trúng kìa. Nó nói nó trúng 10 tờ đó. Có trúng số. Ba mày với ba đã học chung mẫu giáo. Chuyện đó không quan trọng. Chuyện này mới quan trọng nè. Nói nhỏ cho hai đứa nghe. Có chia. Sao? Thật là một đứa trẻ bất hạnh. Nhìn con mà chú thương lắm. Nhìn từ nãy giờ mới biết là không có bà con. Chú về nha. Đi. Khoan đã. Tiền xe đủ về không? Nè chỉ cho. Cạo hết lên đây rồi. Vũ Linh đang giảm giá 10%. Không có tiền làm sao đi. Vậy hả? Em có mua đôi ba tin. Anh mang nha. Ba tin làm sao hai đứa đi đủ? Anh mang, anh đẩy em về tới Quảng Trị. Thôi bỏ đi, đi cái này nhanh hơn nè. Đi cái gì? Đu á. Đu cái gì? Đu dây điện á. Xàm xí đế. Ê, bây giờ tao mới thấy tội nghiệp con vợ nó ha. Tao thấy tội lâu rồi, tại mày không thấy đó. Tao chỉ nói vậy thôi hả? Mày nói cái gì mà bọn nó đi liền vậy, nói tao nghe coi. Đây. Sao? Nhiều. Cái cha nội này. Chín, nói em nghe đi chín. Nhiều. Có chắc là muốn nghe thông tin này không? Muốn. Phải liền hay không? Tôi nói ra là phải liền. Sao? Bà, nè, riêng cho bà nói chuyện, nhiêu? Bà có thể giấu cái mặt đi chỗ khác được không? Tôi ám ảnh quá thiệt á.
dồi chị đẹp quá mà ám ảnh gì cưng. Bà đẹp, bà đừng có sửa gì hết trơn, bà sửa cái tính thôi nha. Tính gì nữa? Chứ nói chị nghe coi chuyện gì vậy? Bà giống như mấy con múa rối nước á, bà biết không? Rồi cái thằng quỷ này, nói chị nghe coi. Ây da, quỷ khùng. Em đó nha, em là em của chị kể từ ngày hôm nay, đúng không? Tiền là chị bỏ ra là đưa cho mấy người này rồi sửa đường này kia. Em cho tụi nó nhiều phải cho chị nhiều hơn, nghe chưa? Nghe coi. Phải liền. Sao bà khỏe cầu vượt hoài vậy? Nói lại, thôi mệt quá, nói lớn lên luôn đi. Có chúng sáu không? Có. 10 tờ đúng không? Đúng. Nói vậy thôi. Bỏ trong quần giặt rách rồi. Trả tiền lại đây. Ê, tôi không biết gì nha. Tự nhiên bà cho. Sớm gì kỳ cục ha. Chú vậy là sao? Tiền vô có chạy tới ào ào, không có tiền có chạy bào ào ào. Sống gì sống tiền bạc trời. Ủa nhưng mà làm sao? Bộ chú mua con mà. Ừ. Rồi với số đâu? Ủa có mua hả? Có. Có, cất trong tủ rồi. Chị với con hả? Tối qua nhà cho liều thuốc uống nha. Nha. Mày được cái mặt mày đẹp mà cái miệng mày vô duyên quá. Con gái mày cười hô hô ha ha vậy. Chứ để con... tao lãnh tiền tao cho tiền đi học. À, rồi xong tao lấy ít tiền tao làm cái đường mới luôn cho bà con khỏi té nữa. Trời ơi thiệt không chú? Ừ. Chứ có tiền chúng cho làm gì, làm từ thiện thôi. Vậy là vé số của chú không có rách. Vé số chưa rách. Vé số chưa rách. Vé số chưa rách. Vé số chưa rách. Mày mặc bộ đồ Noel chi vậy? Thì má, mặc bộ đồ Noel để phát quà. Đi 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 phát quà đi. Phát quà cho ai đi hả? Em đâu thấy đường đâu mà mày mặc đồ. Hả? Mày bị khùng hả? Mày nghĩ sao chứ? Hả? Mày nghĩ sao vậy? Mày nghĩ sao? Mày nghĩ sao mày không chịu nói sớm? Rồi nó mặc đồ tao đầu tư quá trời luôn à. Tao tưởng đâu mày đi phát